Xin giới thiệu mọi người nhá, đây là những cây bưởi canh diễn của mình nhá, mình đã ghép cải tạo. Đó. Hình như là ghép từ mùa hè 2018 hoặc mùa hè 2019 gì đó. Xong mình để mình xem lại cụ thể. Tốt chưa? Nên là giống bưởi giống mới nên nó lên rất là khỏe. Bưởi này quả ăn thì ngon tuyệt vời. Nhìn cái kia là cái thang cao 3 mét nhé. Thang cao 3 mét. Thì hiện tại là cái ngọn cây này nó đang lên khoảng 5 mét. Đó, hôm nay mình sẽ tiến hành là cắt tạo tán nhé. Cho mọi người xem này, cái vết ghép năm trước của mình đây, thấy không? Vết cắt này, cắt là xong ghép này. Ấy, nhìn cái thân ghép, cành ghép, choáng chưa? Đấy, đây nhá, tiếp này, đấy, mắt ghép này, đấy, mắt ghép này, đấy, độ thành công chưa? Đây nhá, mắt ghép. Đây là mình ghép mắt nhá. Đấy, mình ghép mắt đấy. Đấy, thấy choáng chưa? Đó. Nhìn này. À, mắt ghép quá phê luôn. Cây quá tốt luôn. Này nó đang rất là thưa cành cho nên là mình sẽ tiến hành để mình cắt tạo tán. Đây, mắt ghép đây. Nhìn này, nhìn thấy chưa? Đấy, mắt ghép này. Bưởi canh diễn gốc canh diễn nhá, mình xem à, đấy thấy không, vết ghép gốc canh diễn nhưng mà sau khi ghép giống mới vào cái gốc này nó cũng khỏe luôn. Đó, đây vết ghép mình đây nhá, đó ghép lên đấy, cho mọi người nhìn từ xa nhá. Cành nó cao rồi thì kia quá, bây giờ mình tiến hành mình sẽ cắt cải tạo, cắt tạo tán nhá, cắt tạo tán để nó cho hệ thống tán này cái cành nó dày ra. Mục tiêu bưởi chỗ này của mình vì nó gần sân ở nhà nên mình cũng muốn nuôi nó cao lên để tạo bóng mát nữa, nhưng mà bây giờ vẫn phải tạo tán để cho nó dày dày cành. Đây là cũng là vườn bưởi giống mới mình chiết nhá, kín luôn rồi, kín luôn. Đây là cam, trồng sen cam này. Ít đất cho nên là hơi tham quý nên trồng sen cam. Quả cam rất là đẹp. Thank you.
Đấy nhá, sau khi vườn bưởi ba cây bưởi mình cắt tạ tán nhá. Đó. Cắt tạ tán rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đây nhá, kết quả là cái cây bưởi sau khi mình cắt tạo tán này nhá. Đây, các bạn nhìn lộc này. Đấy, lộc nó đã bật này. Đây này. Đó. Mình quay sát cho các bạn xem này. Đây nhá. Đó, đây này, những cái cành cắt này bây giờ nó bật đầy lộc. Đấy, đây này. Đó. Đó. Cắt lên nó bật lộc mới rất là nhiều nhá. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đây này. Đó, thấy không? Mỗi cành như thế này bây giờ nó đang ra 3 đến 5 lộc. Thế nếu mà mọi người nếu mà thấy cảm thấy nó nhiều lộc quá nhá thì mình có thể lên trèo lên mình cắt lẩy bỏ bớt. Có thể mình chỉ để 3 nhánh là hợp lý. Đó, như cái dưới này là hợp lý này. Đó, đúng, có 3 mắt. Đấy này. 1, 2, 3, 3 mắt. Đấy nhá. Cành đấy hợp lý. Còn cái chành cành trên này thì cành ngoài hợp lý đây. Cành này hợp lý đây. Đó, cành này đúng 3 nhánh luôn nhá. Còn cái cành trên này, cành này thì nhiều quá. Thì dày quá. Dày quá có thể phải lên lẩy vào bớt. Nó sẽ dày. Đó. Sau khi cắt tạo tán như này, sang năm mình sẽ cắt lên một tầng này nữa thì cái cây nó sẽ sum xê và quả nó sẽ rất, sau này nó tán nó nhiều dày dằm, quả nó sẽ rất là nhiều. Đó. Mình quay luôn một cái cây to của nhà mình kia, cây to đấy, cây này to mình để lên to nhé. Đó, rất là nhiều quả luôn, để lại đây nhé. Cây này bởi vì nó sát ở cái nhà kho luôn, để cho nên là mình để nó cao lên. Đấy, cây cao chưa? Bây giờ đang là tháng 4 dương lịch, quả đầy đấy, các bạn nhìn thấy quả nhiều chưa? Đó. Năm nay ở khu vực này là bưởi bị mất mùa nhưng mà cây này vẫn đảm bảo lượng quả, cây này chắc cả cây chắc cũng được khoảng 200 quả. Quả rất nhiều nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video cắt tạo tán cây bưởi giống mới, cây cao trên 5 mét của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video.